Hello các cô chú nha, hôm nay sinh nhật của Phở nè. Hôm nay 6 tháng 3 sinh nhật bé Phở nha. Bây giờ mẹ Linh với bé Phở mời cô chú ăn sinh nhật chung cái Phở nha. Hey, hôm nay sinh nhật bé Phở nha các cô chú ơi. Hôm nay bé Phở tròn 4 tuổi nè. Này, này ba mẹ đang tổ chức sinh nhật cho bé Phở. Chỉ là mời người nhà thôi nha, không có mời khách khứa gì trên, người nhà không là 20-30 người luôn á. Đây là hậu trường sinh nhật của Phở nha. Nè các cô chú ơi, hôm nay sinh nhật Phở, Phở vui lắm nè. Đó, cái mấy anh chị rất là đông luôn nha, anh chị của Phở á. Bánh Happy birthday Bảo Thiên. Happy birthday Bảo Thiên. Sao con điếm cho mẹ mấy mấy siêu nhân vậy? Phở điếm cho mẹ Linh đi. Hôm nay Phở 4 tuổi nha. Đây, đây là số 4. Cầm đây đi. Ngon không? Happy birthday anh Phở. Happy birthday anh Phở. Chào bút. Happy birthday anh Phở đi bút, ra đi. Happy birthday anh Phở đi. Happy birthday anh Phở. Cho gì? Đây đây. Rồi mẹ đây nè. Đây sinh nhật Phở là có bà nội đi nữa nha. Đây bà nội. Nè nè nè. Mai ghép lại đi uống kem bắt đi. Mấy cái dừa mấy cái này à? Cái này 250 nè, bự hơn xíu mà. Nghe đi mua bánh kem sinh nhật. Đây, trên đây có mặt tại cửa hàng bán bánh kem nha. Đang mua bánh kem sinh nhật cho siêu quậy. Mua bánh kem bắp nha. Dòng họ mà giờ này chưa tới nha hả? Rồi bóc tiền 500 ra đi. Tham qua tiền rồi bóc bà nội bóc tiền ra đi. Nè bà nội vô tiền đi mua bánh kìa. Nè coi tiền coi bà nội bóc tiền đi mua bánh kìa. Ủa tiền quá trời kêu có tiền. Trời ơi. Bà nội liền xì tiền cho bé Phở luôn nè. Dữ dằn. Không nó lấy thì nó lấy, con đâu biết đâu bà. Hôm nay sinh nhật Phở mà Phở cho mà nội cho thì nó lấy không lấy thì thôi, con đâu biết. Rồi. Kệ. Lấy tiền bà nội mua đi. Dạ ok. Phan. À đi. À. Cảm ơn bà nội. Trời đất ơi, thiệt cái hộp nó vui vẻ vậy trơn. Ai cho con? Thank you.
rồi 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 đâu gắn sao bút gắn cho mà lên đây bút nè con gắn đi nè bút chuyên gia gắn đồ chơi nè gắn cho anh Phở đi con sơ đồ bánh chào các bạn đi đến với kênh Ngọc Linh Sứ Dừa nha. Hôm nay gia đình Linh làm sinh nhật nha. Mời các bạn ăn sinh nhật chung gia đình Linh nha. Đây, hôm nay có bà nội Phở nha các bạn. Bà nội Phở hôm nay 83 tuổi nè. Đây, bé Phở gần kia kìa, ba Phở. Con này em của Phở nha. Đây là chị Bông Ngọc, chị hai của Phở. Đó, siêu bị Phở ngồi đằng đó hết cả các cô chú ơi. Đây vườn ốc của Phở nè, đó. Gia đình chưa có tới đông đủ nha. Thế là sinh nhật là mời trong nhà không? Không mời khách nha các bạn. Mấy anh em trong nhà ăn không? Tại hả? Mặt không có mấy vui lắm. Không, mày đem chi? Đang sinh nhật cái đem thổi gì con? Chiều là bà nội không có ăn cơm luôn nha, không chịu ăn cơm nữa nha. Để đi ăn nhà hàng mà, dễ gì ăn cơm nhà được. Lâu lâu bỏ cơm nhà ăn bữa. Ơ, em bé tới rồi. Sù ghi, tới rồi. Đi đâu đây? Cô vợ chồng con cái bộ đêm hết nhà theo hay sao ạ? Con đi đâu dạ? Đây mấy ông bây giờ để ghế đó đi về đây tao muốn cũng nhà mày đi chơi thôi chứ không mày đó. Đâu có ngủ. Ngủ mỗi Suki à. Đây, cháu cố đó nha. Cháu cố của bà nội Phở, kêu Phở bằng chú nha. Siêu nhân hả con? Rồi mời tới rồi các con ơi. Đồ ăn tới rồi. Chút xíu con. Biết tụi con thích mì mà có cho mấy cái bức tường mà nội ăn được món gì, ăn cơm chiên đúng không? Còn người ta chờ đợi có 7 giờ vui, còn nam với kỳ biết chừng nào qua tới đây nha. Món này món gì đây giờ lúc trước anh hai chị hai đi quán là ngồi không em, lúc này đi quán sao đứng không mà không có ngồi được. Ai ngồi ngồi. Đi con mẹ đi.
Sao không chuyện nữa Thúy An ơi, mẹ nữa rồi Thúy An ơi. Mất kẹo anh nha. Hôm nay xin gặp lại thiếu nhi nhiều lắm nha, thiếu nhi không à nha. Anh Lộc có đây ngồi, anh Lộc ơi. Ken có ai quay ngồi, Ken ngồi đó hả? Quay ngồi ăn nè, chạy đi. Con không con, ăn nữa không? Ăn nữa mà lấy cho. Ô ba đang nói cái chim cút không, xin dĩa ra. Xin dĩa chim cút ra đây. Ai đây mẹ, đây mẹ xin chim cút ra cho con ăn nha. Rồi, bé phở giỏi quá. Chim cút lộn rồi, thấy hả? Đây mẹ lộn nha. Gà ăn bay bà thiếp lấy cho gà nha. Còn nhiều khốn nữa. Cũng chưa. Hai chồng mất tự nhiên nha. Đi thêm nữa hả chú chuột. Xin nhập phở mà phở ngồi núp trong đây nha các cô chú ơi, phở núp trong đây coi điện thoại nè. Đó, xin nhập phở mà phở núp trong đây nè, không chịu ra ngoài ngồi bàn nha. Phở ăn no rồi. Bo lên núp đèn cày xin nhập cho phở ơi. Cậy em, cậy anh đi không sao đâu. Cái hương nước không chịu bu lại đây ha. Bu lại cho đâu nghe. Rồi kìa, lên tiếp lên mua nó. Ok, đổi kiểu. Đổi kiểu. Dạ rồi. Ủa, quay mà. Dạ rồi. À. Nè nè, chơi nhẹ nhẹ thôi các con. Chơi thôi, đừng chơi nhiều quá, chơi nhẹ nhẹ thôi. Ở đây. Đây, mẹ chùi, mẹ chùi. Gà, gà ơi gà. Lên đây con, lên đây với em nè, anh tô phở nè. Nhớ lại chút quên. Ngon không con? Bánh kem ngon không? Bánh kem nước kem rồi. Đây dĩa đây chị ăn cắt đây. Chị ăn cắt bánh kem nha, không có đâu. Đây mình lấy xuống ăn kem thôi. Cắt miếng này còn phở. Còn phở đang cắt, còn phở đừng khóc nha. Chị ăn cắt đi. Có em nào ăn bánh kem không? Có em nào không cho em cắt? À, đi bé tên mở đi. Ở đây đang quay.
Mình cắt bánh kem cho bút nha. Đâu Kỳ ngồi đâu con? Phải là sót đó. Đi đâu con, đi đâu? Ơi. Rồi con đi qua bển chơi với mấy anh đi. Ơi, có 2 món mới đang kêu nữa. Còn nhiều món ăn đi, xíu cái gì thiếu mình kêu thêm. Lẩu cua đồng hải sản. Cho nội con tôm đi Thư ơi. Mà nội không chịu ăn lẩu cho nội ăn tôm đi. Ôi nội ăn tôm không? Lọc tôm cho nội ăn. Nó miếu này nhìn nó khóc giống ba lắm từ đó thấy không? Nội đó. Bà nhỏ, vậy chứ cái đã đưa lên qua xong. Bây giờ y chang vậy thôi. Con luôn. Có ai có da qua xong không? Khóc cái rồi đưa tao qua xong không? Tiếp con về, bảo bà. Tiếp hả? Chị mình rồi. Nhân viên đầu tiên hôm qua chết sao rồi. Đi đâu con, đi đâu? Ơi. Rồi con đi qua bển chơi với mấy anh đi. Rồi có 2 món mới đang kêu nữa. Còn nhiều món ăn đi, xíu cái gì thiếu mình kêu thêm. Lên đây con, lên đây với em nè, anh mua tàu phở nè. Không chi phốt nữa. Bụng chưa? Hai chồng ăn tự nhiên nha. Đi thêm nữa hả, chú chuột. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.